Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Bữa nay là chiều cũng tối rồi, ngày thứ hai, ngày 21 tháng 8 2023. Chúc anh em có những ngày làm việc thật là vui vẻ nha. Thì bây giờ nó cũng tối rồi mà đi quay review cho anh em về mấy con inverter này thì nó cũng không đúng. Cái này là chỉ quay giới thiệu thôi chứ không có quay review hay là test công suất nha mọi người. Tại vì ngày nay chỗ em đâu có nắng đâu. Em tiếp khách là trưa giờ giờ em có rảnh rảnh rồi em quay cho mọi người vậy thôi. Thì anh Hoàng sáng nay anh Hoàng ở Kiên Giang á, anh có đặt em con này nè. Con 5 ký rưỡi này nè. Đặng gì anh lắp cho xài gia đình á. Rồi sẵn em test rồi em quay cho mọi người xem rồi điểm danh lại những mặt hàng em đang bán đó. Rồi anh em nào coi được ủng hộ em nha. Thì trước mắt anh em á là con Saco. Hôm bữa có anh kia anh hỏi em là bán con rồ hay con e. Thì hồi đó giờ là em bán con Saco rồ nha mọi người. Cái con cao cấp nha, rồ nè. Cái con 5 ký rưỡi cũng rồ, mà cái con 3 ký rưỡi cũng rồ nha. Chứ không có bán con e. Con e hồi đó em có bán con 2 ký 4 là con e là con thường thôi. Đó, nó rẻ lắm. Rồi con rồ này thì nó là hàng cao cấp. Thì nhân video này thì em nói luôn là con của em là con rồ. Rồi, đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là mọi người hay hỏi em á. Cái này là em test cho anh Hoàng xong rồi nha. Em giờ em không có test lại nữa tại vì cái này em cho nó chạy nãy giờ lâu lắm rồi. Và nó chạy ổn định nãy giờ cũng lâu rồi, giờ em chỉ nói lại những thông số này thôi chứ còn tất cả những cái chi tiết ví dụ như gắn con này như thế nào hay kia thì anh em nghe rất là nhiều lần rồi. Đó, ai cũng biết rồi, ví dụ gắn PV ở đây, rồi gắn điện lưới ở đây, rồi gắn đầu ra ở đây, gắn ắc quy hệ 48 ở đây hay là gì đó. Thì bây giờ em nói lại một chút về thông số nha. Con 5 ký rưỡi này là con lớn nhất em đang bán nè. Hiển nhiên nó còn con 6 ký nữa nhưng mà em không có bán con đó. Con đó nó mắc hơn con này nhiều, bán con này hay hơn. Rồi, cái thứ nhất á, là con này là kích đầu ra là 5 ký rưỡi nè. Nó gắn được tới 6 ký pin lận nha. MPT sạc là 100A và điện áp của tấm pin là từ 120 tới 500V. Đó, và nó chạy hệ 48. Đó thì anh em hay là lẫn lộn con này với con này nè. Con 3 ký rưỡi nè. Và anh em cũng hay so sánh con 3 ký rưỡi với con 3 ký 2. Đó, mọi người hay gọi điện thoại nói với em á, là cái con Bower 3 ký 2 này á, nó là 3 ký 2 mà tại sao nó có 5 triệu 2. Còn con này 3 ký rưỡi trên lệch với nó có nhiêu đâu. Mà tại sao con này tới 8 triệu mấy. Đó anh em hay hỏi em cái câu đó em trả lời mỗi ngày muốn muốn lẹo lưỡi luôn. Cái thứ nhất á, là con 3 ký 2 này đúng giá của nó là 7 triệu mấy. Nhưng mà em bán thanh lý không bảo hành. Cho nên nó chỉ còn 5 triệu mấy thôi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai mà lý do nó rẻ nữa là tại vì nó khác với con khác đẳng cấp với con bên đây. Cái con bên đây người ta là có thể chạy trực tiếp không cần ắc quy. Còn cái con bên đây thì phải có ắc quy. Thì hai con này đều là hệ 24 hết nha. Nhưng mà nó khác vậy đó. Rồi nói cái khác tiếp theo nữa là MPT sạc của ông này là 80A. Còn MPT sạc của ông này là 100A. Rồi nó khác tiếp theo nữa là ông này á. Là người ta gắn có là 3 ký pin là tối đa. Còn ông này có thể gắn tới 5 ký pin. Đó. Và cái công suất đầu ra thì ông này 3 ký rưỡi. Còn công suất đầu ra của ông này là 3 ký 2. À ông này là công suất đầu ra là 3 ký. Là 3 ký ha. Đó thì nó cách nhau 3 ký, 3 ký rưỡi anh em thấy nó gần vậy thôi chứ nó khác nhau về đẳng cấp dữ lắm nè, nè anh em thấy con này nè. Rồi quay qua nè nó bự chà bá luôn nè. Đó thì bây giờ sẵn này em giới thiệu lại con này luôn. Con này đúng ra là 7 triệu mấy nhưng mà em bán với cái kiểu mà thanh lý mới không bảo hành, mới 100% nha, mới 100% không bảo hành. Đó chỉ có 5 triệu 2 thôi. Bây giờ anh em đi mua kích 3 ký cũng hết 4 triệu 3, 4 triệu 2 rồi. Thêm 1 triệu nữa mà có được cái sạc MPPT 80A. Rồi có cảnh cái mạch bù lưới nối lưới. Đó, anh em thấy nó hời ghê chưa? Đấy, cho nên là em chọn cái phương án bán kiểu vậy á, là anh em dễ xài dữ lắm nha. Và con này hiện tại em cũng đang bán rất là nhiều luôn ha. Anh em nào đam mê thì hãy liên hệ. Giờ nó trở qua con này. Con này thì em test rồi, lúc nãy em test rồi em để qua đây nè. Test cũng gửi cho bữa nay gửi cho ông khách nào đó cũng không nhớ nhưng mà đã xong hết rồi. Thì cái con này nè, nó thấy nó vậy thôi. Nó là 3 ký rưỡi thôi chứ nó rất là đặc biệt ở chỗ là không ắc quy nó cũng chạy nữa. Đó, không cần ắc quy. Hệ bình ắc quy thì hệ 24 bình thường và cả cổng kết nối cũng bình thường. Nhưng mà đặc biệt nó có thể gắn tới 5 ký pin. Anh em mà gắn đủ 5 ký pin cho nó rất là mạnh nha. Đó, 5 ký pin MPT sạc của nó là 100A. Đó, kích đầu ra là 3 ký rưỡi và nó rất là bự ha, nó bự. Anh em nhìn bề ngoài nó bự ngang ngửa với con 5 ký luôn nè. Này nhìn nè. Đó. Em bán mỗi ngày mà còn lẫn lộn con 3 ký rưỡi với con 5 ký nó bự y chang luôn. Số lượng phát bên trong thì hiển nhiên nó ít hơn. Nhưng mà anh em thấy bề ngoài nó bự gan luôn. Cân nặng thì nó nhẹ hơn một chút nha. Đây. Đó.
Thì bạn nào đam mê thì hãy 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 liên hệ em. Lúc này em bán mấy cái dòng Saco này, Bower này giá tốt cực kỳ luôn. Cái kia là 8 triệu mấy đó. Đó, em nói thẳng luôn ha, còn con này là 10 triệu mấy nè. Đó, bạn nào mua 2 3 con thì em có thể là bớt anh em 100 200 ngàn uống cà phê. Đó, giá là em báo cho mọi người là giá em bao ship luôn nha. Đó, còn cái con 5 ký rưỡi này á là cái con nó lớn. Thì trước đây anh em biết là người ta hay bán con này với giá là 13 triệu mấy đó. Nhưng mà lúc này em đang bán xả, em còn có vài bữa nữa nghỉ hè, cho nên anh em mua em bán xả luôn, em bán nhanh luôn. Đang cho nó trống nhà, đang em còn còn lấy hàng chuyến hàng tiếp theo. Với lại em muốn là khi mà hết hè thì em cũng bán hết mấy con này để cho nó xong anh em, đó, để lấy những cái chuyến hàng mới. Đó thì bạn nào đam mê thì hãy liên hệ ha. Em nhắc lại nha, con này là con 5 ký rưỡi, còn con bên đây là con 3 ký rưỡi, giá 8x và 10x nha mọi người. 8x có nghĩa là 8 triệu mấy á, chứ không phải 8 triệu nha. Hôm bữa có mấy anh kia tưởng đâu 8x là 8 triệu, không phải. 8x là 8 triệu mấy, còn 10x là 10 triệu mấy. Nhưng mà cụ thể thì không có báo được, đó, mình báo ít ít vậy thôi. Đấy, thì em nhắc lại ha. Cái con này nè, kích đầu ra là 5 ký rưỡi, còn cái con kia là kích đầu ra là 3 ký rưỡi. Đó, mọi người hay hỏi em những cái câu đó cho nên là em trả lời mọi người hoài luôn. Đó, kia kích đầu ra 3 ký rưỡi, con này kích đầu ra 5 ký rưỡi. Và mọi người còn hay hỏi nữa là hỏi á, là khi mà nó chạy mà nối lưới á, thì bây giờ mình gắn cái thiết bị mà nó ăn điện 10 kg vô được không? Đó, ở chế độ nối lưới á, mình gắn 10 kg vô được không? Thì theo mình á, là không được. Đừng có làm vậy nha mọi người. Anh em tưởng đâu là khi nó nối lưới á, là chúng ta có thể gắn lớn bao nhiêu cũng được. Chúng ta làm vậy thì rất rất là hại cái inverter luôn. Cho nên ta xài thì cỡ công suất của nó trở lại thôi thì nó sẽ bền. Ví dụ con này 5 ký rưỡi đi, anh em gắn 5 ký rưỡi trở lại thôi nhá. Đấy, còn cái bảng thông số á thì mình giới thiệu hoài nhưng mà anh em vẫn hỏi hoài. Mọi người hay hỏi mình đó là bây giờ gắn này nè, kiểu này nhiều anh em ngộ nhận lắm nè. Đó, bây giờ là như thế này. Đây đây nè, mắt solar input là 18A. Mắt solar input là gì anh em? Là công suất tối đa của cái dàn pin á là 18 ampere. Đó, nhiều anh em á là như vậy nè. Ví dụ như có 5 tấm mà 400W, 5 tấm 400W thì thay vì lấy 5 tấm 400W đó, người ta gắn nối tiếp là êm chuyện rồi đúng không? Là đâu có gì để nói đâu. Đó, mấy anh không có làm vậy. 6 tấm đi, 5 tấm hơi khó. Giờ mình lấy 6 tấm đi. Đó, 6 tấm nha, 6 tấm 400W nha. Gắn nối tiếp thì đưa vô đây thì nó đúng rồi, mà mấy anh này không có làm vậy, mấy anh làm vậy nè. Lấy 3 tấm nối tiếp, rồi 3 tấm kia nối tiếp, rồi song song hai cái dàn đó lại. Em đã gặp một cái trường hợp như thế này. Đó, mà anh đó anh cãi với em quá trời cãi luôn. Đó, anh nói làm như vậy được chứ sao không được, con này gắn 6 ký pin, anh gắn 6 tấm đó thì vẫn chưa đủ 6 ký pin mà sao không được. Nghĩa là anh gắn 3 tấm này nối tiếp, rồi sau đó 3 tấm kia nối tiếp, rồi song song lại. Anh quên đi cái số 18 ampere này. Đó, mọi người hiểu ra vấn đề chưa anh em? Bây giờ đem cái hệ nối tiếp 3 tấm kia, 3 tấm 400W mà đem nối tiếp á thì nó nhiêu? 10 ampere chứ gì, phải không? Rồi 3 tấm kia nối tiếp cũng là 10 ampere đúng không? Song song lại cái nó ra 20 ampere liền. Nó ra 20 ampere mà lúc trời mát là nói gì? Lúc trời nắng á là nó lên hai mấy ampere luôn. Lúc là nắng lên hai mấy ampere là nó vượt cái ngưỡng 18 ampere rồi. Inverter của ông ta nó báo lỗi liền, nó báo lỗi cái pin mặt trời liền. Lúc đó anh em gọi mình, anh em nói sao kỳ vậy ta, sao nó lỗi này kia. Cái mình giải thích giờ anh gắn dàn pin lại đi. Mà nhiều anh đó là cũng giống như là cũng không có tin, cũng hơi cố chấp rồi cái cãi với mình. Tùm lum lá trơn, cuối cùng bỏ sức ra leo lên trển gắn dàn pin lại cái nó chạy. Đó thì đó cũng là một cái bài học ha. Mình cũng nhân tiện đó mà mình tư nói với anh em luôn là đây nè. Người ta chạy từ 120V tới 500V vậy thì mọi người cứ mắc nó tiếp cho mình nha. Miễn sao nó đừng có hơn 500V là được. Có thể hơn 400, có thể cỡ 450 trở lại thôi cho nó ổn định. Đấy ha, chứ còn mà anh em cứ 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 lắp song song những tấm pin là cái ampere nó lớn quá là nó vượt qua số 18 nha anh em, để ý số 18 ampere nè. Mắc solar input là 18 ampere. Đấy. Thôi bây giờ nói chung thì chúng ta có khoảng 18 trở lại thì chúng ta cứ mắc nó tiếp nha mọi người. Đó. Đó thì cái con bên đây cũng vậy nè, con bên đây bao nhiêu ampere nè. Con bên đây vẫn là 18 ampere nè, thấy không? Rồi con bên đây bao nhiêu ampere? Anh em nhớ cái số này, lúc trước giờ anh em hay bị trật cái số này. Ở đây là ở bên đây nó không để bao nhiêu ampere nè, không để bao nhiêu ampere. Nhưng mà khi mọi người gắn á, cái con này hôm bữa giờ bán quá trời bán luôn cho nên bây giờ nói một chút nữa nè.
Khi mà gắn thì điện áp của tấm pin từ 55 tới 450 V. 55 tới 450 V ha. Vậy là mình cũng lắp nối tiếp luôn anh em, thấy không? Ờ, người ta có những tấm pin lớn nhỏ, ví dụ như tấm 200W hay tấm 500W gì đó, người ta cứ mắc nối tiếp những tấm pin đó với nhau. Đó, những tấm 200 nối tiếp với nhau rồi những tấm 500 nối tiếp với nhau. Đấy, còn mà lỡ như mà trong nhà của chúng ta mà có tấm 200 và tấm 500 luôn thì chúng ta phải tính toán lại nha cho nó phù hợp. Chứ mọi người đừng có lấy tấm 200 mà nối tiếp với tấm 500 thì nó cũng không có đúng, nó làm mất năng suất nhiều lắm. Đấy. Cho nên là thôi tốt nhất nếu anh em nào mà chưa biết gắn thì cứ nhắn thông số qua cho mình, ví dụ như nhà tôi bây giờ có là 3 tấm 310W, 3 tấm 330W. Rồi 2 tấm 500W hay gì đó anh em cứ nhắn. Rồi mình ngồi mình tính cho mọi người, đặng mình hướng dẫn mọi người lắp sao cho năng suất nó cao nhất nha. Chứ đừng có mắc song song giống như cái trường hợp mà mình kể lúc nãy. Là xui xui là có thể hư motor anh em. Đó, ampe nó cao quá, nó vượt qua số 18 này. Đấy. Nhiều bạn nói nó cho lắp 6 cái pin mà tao lắp chưa có hết 6 cái pin mà. Tao mới lắp có 5 ký mà giờ báo lỗi là sao? Cuối cùng mới phát hiện ra anh lắp song song quá trời ampe lên cao. Đó. Thôi thì bây giờ em trở lại với nội dung trong video này. Thì cái dòng bó quơ này nè, là em có con bó quơ này là 3,2 kg, rồi con bó quơ kia là 5,5 kg, với con CK bó quơ kia là 5,5 kg. Trong ba con bó quơ này á thì chỉ có con này là thanh lý không bảo hành thôi, giá cực rẻ. Còn mấy con kia đều bảo hành 1 năm hết nha. Còn dòng Saco cũng vậy, tất cả là bảo hành 1 năm hết. Đó, giá con này như anh em biết mình bán hôm nay mấy trăm con rồi, 5,2 triệu bao ship. Đó, còn ở đây là 8 triệu mấy á bao ship ha, còn ở đây là 10 triệu mấy á bao ship. Bạn nào đam mê mua hàng thì hãy liên hệ em nha. Em còn 10 ngày nghỉ hè nữa đó, anh em mua liên hệ em gói cho nó nhiều vô. Chứ để mốt vô trong năm học là nhiều khi là không có thời gian gói nhiều cho mọi người giống như trong cái lúc nghỉ hè này nữa nha. Đó, đam mê liên hệ thì hãy liên hệ em nha. Ở đây thì cái con này em test cho anh Hoàng nè, nó chạy nãy giờ nói chung là ok hết. Chưa gắn bình cho nên cái bình nó hơi bị chớp chớp nè. Đó, tấm pin rồi cũng vô rồi, điện lưới cũng vô rồi, em thử đầu ra rồi nó cũng xong hết rồi. Rồi bây giờ đóng gói gửi thôi. Đấy. Còn con 3,5 kg này gửi cho anh nào đó không quên tên nhưng mà đã test rồi nè. Anh em thấy con 3,5 kg với con 5,5 kg rất là giống nhau. Rất là giống nhau. Đấy. Và mọi người mua con nào thì tùy thôi, chứ bữa giờ em thấy anh em đều thích con 3,5 kg và con 5,5 kg ngang nhau thôi. Số lượng bán ra cũng cỡ cỡ nhau. Nhưng mà đặc biệt con 3,5 kg này là mọi người hay thích ở cái vấn đề là nó chạy 24V. Ác quy 24V dễ gắn hơn. Còn 5,5 kg này ác quy 48 thì cũng hơi khó ha. Một số anh em gắn ác quy đó, gắn 4 cái bình thì cũng hơi ngại. Nhưng mà kia gắn 2 bình thì dễ hơn. Đấy. Rồi đam mê thì hãy liên hệ mình nha. 0766874311 hoặc là Zalo 0948932417 nha anh em. Mình luôn luôn thường xuyên là gói hàng gửi cho anh em mỗi ngày luôn ha. Như mấy con này nè. Nè con này em nói cho anh em nghe luôn là em còn có một con một nè. Nè. Con biến tần chạy trực tiếp 1,9 triệu bao ship này nè, là em còn một con một. Hiuki mới về một lô nữa nè, biến tần 40A. Đặc biệt là con này có chú kia, chú gửi em hồi sáng sớm nè, là đang thanh lý bán đó. Mọi người nào hốt thì hốt cho em kiểm tra ráo rồi đó. Mới đăng video lúc nãy đó mọi người. Anh em nào coi được video đó thích thì lấy ha. Đó, nó cũng có 4 triệu mấy thôi, rất là rẻ. Đó, ta mua con kích bây giờ cũng hết nhiều rồi. Đấy, thôi kết thúc video ở đây nha. Em video này mang tính chất là giới thiệu hàng để bán hàng chứ không có test. Cho nên là mà cũng có nắng đâu mà test. Trời vậy sẽ test gì? Thấy không? Đó trời có thu về test gì? Cũng có test nè nhưng mà năng suất thì nó cũng không có ra được bao nhiêu. Đó, nó không có nắng. Đấy. Nói tới đó rồi có anh em nhảy vô nói này nó chuyên test hàng rồi lúc trời không nắng không? Đó này kia. Nhưng mà nguyên ngày nay trời có nắng đâu, thấy không? Nguyên ngày nay là như vậy không? Anh em nào ở Long An sẽ biết. À, nói về phần quạt nữa. Này nói vòng vòng dài. Con 5,5 kg này với con 3,5 kg này á, là hai quạt nó gắn y gan nhau luôn anh em. Nó gắn không có khác gì nhau trơn, y chang nhau luôn. Và quạt nó êm cũng giống nhau luôn. Hồi xưa nó có con Saco 2,4 kg là nó hơi ồn. Nhưng mà cái con 3,5 kg với 5,5 kg này êm dữ lắm. Còn cái con bên đây nè. Đó là cái tiếng nó sẽ lớn hơn hai con bên đây nhưng mà cũng rất là êm nha. Rất là êm. Không có đến nỗi ồn. Đó như con này ồn nè. Chỉ cho mọi người một con là nó ồn nè. Đấy, đây. Thấy không? Như con 2,4 kg, tất cả những con 2,4 kg trên thị trường mình thấy nó đều ồn hết mọi người. Nó có cái đặc điểm kỳ vậy đó.